Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong phong thủy, cầu thang được coi là vòng xoáy linh thiêng của một ngôi nhà, là đường ống dẫn từng năng lượng từ thấp lên tới cao, phân tán vượng khí từ trung tâm căn nhà đi đến các không gian khác nhau như phòng ngủ, phòng bếp hay phòng thờ. Nếu cầu thang được bày trí thuận theo phong thủy, may mắn và tài lộc sẽ đến với tất cả các thành viên trong gia đình. Ngược lại, nếu phạm phải lỗi phong thủy cấm kỵ thì thiết kế cầu thang trong nhà ở, gia chủ sẽ gặp phải nhiều vận xui, điểm rồi, hao tán tài lộc, sức khỏe giảm sút, thần tài cũng ngao ngán mà quay lưng bỏ đi. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ đến quý vị và các bạn những đại kỵ cần tránh khi bày trí cầu thang. Kính mời quý vị hãy lắng nghe và áp dụng để đón cát tránh hung, giữ được sự bình an, may mắn cho các thành viên trong gia đình của mình. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất tới từ kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, đó chính là cấm đặt cầu thang chính giữa nhà. Cầu thang đặt giữa nhà được đánh giá là vị trí phong thủy xấu nhất, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới năng lượng của người sống hoặc làm việc trong không gian này. Thậm chí, nó còn gây ra nhiều tai ương cho gia chủ. Thêm nữa, cầu thang đặt ở giữa nhà và còn nằm đối diện với cửa ra vào sẽ khiến người trong nhà gặp các vấn đề về sức khỏe. Thiết kế cầu thang được xem là hợp lý khi nó được đặt ở vách trái của ngôi nhà. Vách này phải đủ sáng để tạo khí lực. Từ bên trái ngôi nhà, cầu thang có thể bẻ góc dạng chữ L để đi lên trên. Nếu đã lỡ thiết kế cầu thang giữa nhà thì tốt nhất nên di chuyển cầu thang hoặc thay đổi tâm nhà bằng cách nối dài không gian sử dụng. Thứ hai là cấm đặt cầu thang đối diện với cửa chính. Dưới góc nhìn phong thủy, những ngôi nhà có kiểu cầu thang này có thể làm ăn tốt nhưng sẽ không giữ lại được nguồn tài lộc. Chính vì vậy nên tránh bố trí cầu thang đối diện với cửa chính để giảm thiểu tối đa hiện tượng tiền vào cửa trước rồi lại ra cửa sau. Hơn nữa, cửa quay theo hướng nào còn ảnh hưởng nhất định tới tài vận của những người trong nhà. Khi cầu thang đối diện với cửa chính, sử dụng một lớp cửa kính sau cửa gỗ chưa giải quyết được vấn đề vì trong quá trình sử dụng vẫn phải mở cửa thường xuyên. Tốt nhất nên khắc phục bằng cách thiết kế lại bậc cầu thang đầu tiên hoặc đặt dưới chân cầu thang một chậu cây để ngăn dòng năng lượng thoát ra ngoài. Có 3 cách xử lý để tránh cho cầu thang và cửa chính đối diện với nhau. Cách thứ nhất là chuyển hướng cầu thang, làm trách hướng so với cửa chính khi nối dài thêm bậc và uốn cong sang hướng khác cũng có thể cải thiện được những yếu tố xấu trong việc đặt cầu thang sai vị trí. Cách thứ hai, xây dựng cầu thang ẩn, thiết kế cầu thang ở phía sau tường, kẹp giữa hai mặt tường và làm tăng thêm độ an toàn cho cầu thang. Thứ ba là xây nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang là điều tối kỵ. Cầu thang là vị trí đóng vai trò như xương cột sống của một ngôi nhà, đồng thời là nơi luân chuyển sinh khí giữa các tầng không gian với nhau. Do đó, nếu biết cách thiết kế hợp phong thủy thì đây sẽ là nơi giúp chủ nhà gia tăng được tài vận trong nhà. Tuy nhiên, nếu bạn thiết kế nhà vệ sinh ngay dưới gầm cầu thang thì đã vô tình làm giảm mất tính chất tốt đẹp của thiết kế này. Nhà vệ sinh được coi là có vai trò quan trọng nhất của một ngôi nhà, thường dùng để trấn yểm những vùng mang trường khí xấu trong nhà như thiên hình hoặc đại sát. Trong khi đó, cầu thang lại được xem là thuộc cung tốt, do đó việc đặt nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang sẽ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, từ đó gián tiếp tác động tới tiền tài của mọi thành viên trong gia đình. Nhà vệ sinh là nơi thường chứa rất nhiều khí âm hay hung khí. Nếu đặt không gian này dưới gầm cầu thang thì có thể sẽ gây tích tụ nhiều luồng khí xấu tại đây. Bạn hãy thử tưởng tượng ở nơi giao thông đúng của ngôi nhà, nơi luân chuyển khí lên xuống giữa các tầng lại tồn tại quá nhiều âm khí thì sẽ gây ra sự xung đột, kìm hãm vận khí lưu thông và khiến cho nhiều việc của gia đình không được suôn sẻ. Ngoài ra, mỗi khi có luồng khí âm tích tụ sẽ phát tán rất nhanh và mạnh, dễ dàng lan tỏa khắp không gian, dẫn tới những điểm xấu cho ngôi nhà. Thứ tư là không nên xây cầu thang từ phía sau nhà đi lên. Đặt cầu thang đi lên từ phía sau nhà là điều tuyệt đối kiêng kỵ vì khiến cho khí trong căn nhà đi từ ngoài vào và thoát ra ở phía sau.
Năng lượng trong nhà dần suy yếu nếu cầu thang thiết kế đi từ phía sau nhà lên các tầng trên. Các thành viên trong gia đình sẽ suy giảm về tài lộc và sức khỏe. Thậm chí, nếu khí âm vượng, dương khí suy kiệt nặng có thể gây ra các bệnh về thần kinh và hoang tưởng cho gia chủ. Thứ năm là cấm đặt cầu thang hướng thẳng phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh. Khi phạm phải lỗi này, dòng khí lưu chuyển trong nhà sẽ di chuyển một cách thẳng tuột và chạy thẳng lên phòng sát, rất bất lợi với gia vận. Tiền tài sẽ bị mất rất nhiều do khí không tụ. Nếu đã mắc phải lỗi này thì cách khắc phục là treo gương bát quái lõm ở cửa phòng mà bị cầu thang đối diện nhằm hấp thụ lại dòng khí đã chảy tuột thẳng ra ngoài, đồng thời treo hai sâu tiền ngũ đế tại cửa phòng hay cửa nhà đối diện với cầu thang. Thứ 6 là kiêng kỵ đặt gương đối diện cầu thang. Phong thủy cho rằng nếu trong nhà bạn có một tấm gương lớn được bố trí tại vị trí phản xạ hình ảnh của cầu thang thì đó là một trong những nguyên nhân quan trọng gây nên sự bất đồng, cãi cọ, tranh biện thường xuyên giữa vợ chồng chủ nhân. Ngay từ xưa, dân gian đã quan niệm cửa tượng trưng cho miệng, cầu thang tượng trưng cho lưỡi. Vì thế, nếu thiết kế cửa đối diện với cầu thang sẽ tạo hiện tượng khẩu thiệt trường, nhiều thị phi. Nếu hình ảnh ấy được một tấm gương phản xạ lại, sẽ nảy sinh hiện tượng khẩu thiệt tương đối là miệng lưỡi đối chọi nhau. Điều đó ám chỉ tình trạng tranh cãi giữa các thành viên trong gia đình, nhất là giữa vợ chồng, sẽ xảy ra thường xuyên. Thứ 7 là không xây cầu thang cắt góc. Cầu thang xây hình dáng cong là thiết kế tốt nhất cho mọi ngôi nhà. Tuy nhiên, nhiều gia đình vì không biết hay tiết kiệm không gian đã xây cầu thang cắt góc. Điều này khiến cho gia chủ cùng với nhiều thành viên không có nhiều thành công trong cuộc sống, thậm chí gây ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ lớn. Việc này lại càng hại hơn khi cầu thang cắt góc nằm đối diện với cửa ra vào chính. Để khắc phục điểm này, bạn có thể đặt một chậu cây cảnh tại nơi cắt góc của cầu thang để hạn chế góc cạnh và tạo đường cong cho cầu thang. Thứ 8 là không xây cầu thang đối diện với nhà vệ sinh. Một trong những lỗi thiết kế hay gặp nhất đó là đặt hướng đi lên của cầu thang đâm thẳng vào hướng cửa phòng vệ sinh. Trong trường hợp này, vượng khí được dẫn lên từ cầu thang sẽ bị hút vào khu vực này mà không thể phân bổ sang các không gian khác trong nhà, cũng như không thể đi lên các tầng cao hơn được. Quý vị thân mến, ở phần đầu của chương trình, kênh Phong Thủy Lộc Tài đã chia sẻ về những đại kỵ về vị trí đặt cầu thang trong nhà mà quý vị cần phải tránh để không làm hao tài tán lộc, sức khỏe sa sút. Bên cạnh đó, có một vấn đề khác liên quan tới việc thiết kế cầu thang có thể có liên quan trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng của các thành viên trong gia đình mà các gia chủ cần phải đặc biệt chú ý. Đó chính là những kiêng kỵ khi lựa chọn kiểu dáng và chất liệu làm cầu thang. Chỉ vì không nắm được các nguyên tắc này mà gia đạo có thể phải gánh chịu nhiều tai ương sóng gió, khó khăn trắc trở. Quý vị và các bạn hãy cùng với kênh Phong Thủy Lộc Tài cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình này để không mắc phải những sai lầm không đáng có. Đầu tiên là kiểu cầu thang có bậc hở. Trong thiết kế cầu thang theo phong thủy, cầu thang không được khoái khí và phải đảm bảo tính chứa và dẫn khí. Hai bên cầu thang phải có thành để che chắn. Cầu thang được xây dựng theo phong cách hiện đại như cầu thang xương cá, cầu thang không có thành chắn đều không tốt vì đã bị thoái hết khí. Thứ hai là cầu thang không có điểm tựa hai bên. Cầu thang phải có lan can hai bên hoặc một bên ốp vào tường, một bên có lan can để tránh bị ngã. Không chỉ đảm bảo tính an toàn, lan can cầu thang còn tạo cảm giác an tâm, tin cậy cho người đi lại. Cầu thang kiểu xương cá không có lan can hai bên hay có dây văng mảnh, tuy đẹp nhưng lại thiếu an toàn và dễ bị thoái hết khí. Ngoài ra, nên bố trí thêm điện chiếu sáng để tăng năng lượng phong thủy cầu thang trong nhà. Cụ thể là tăng dương khí và tạo cảm giác an toàn khi đi lại. Nên chọn ánh sáng dịu nhẹ và ánh sáng vàng ấm áp. Thứ ba là kiểu cầu thang phá cách không cân đối. Các chuyên gia phong thủy đã khẳng định rằng cấu trúc cầu thang phá cách không có trong các kiểu mẫu với thiết kế lệch bên trái hoặc lệch bên phải, các bậc lớn nhỏ đều gây ảnh hưởng xấu tới phong thủy do tạp khí phát sinh gây bất ổn tâm lý thần kinh hoặc gây bệnh dị ứng, viêm nhiễm cho gia chủ và các thành viên sống trong nhà. Thứ tư là cầu thang xoắn quanh cột. Cầu thang kiểu này sẽ tạo ra một luồng lốc xoáy xoắn tròn quanh cột. Trong phong thủy, trường hợp này dư khí bị xoắn lại, gây hại cho gia chủ và người nam trong nhà. Tùy theo vị trí cầu thang với các phương vị của các thành viên mà có những ảnh hưởng khác nhau. Càn là cha, khảm là trung nam, chấn là trực nam, cấn là thiếu nam, khôn là mẹ, ly là trung nữ, tốn là trực nữ, đoài là con út.
Đặc biệt, kiểu cầu thang này tuyệt đối không được đặt ở trung tâm căn nhà. Mặc dù những kiểu cầu thang này có thể giúp bạn tiết kiệm được không gian cực lớn cho căn nhà của mình, nhưng những mẫu cầu thang này cũng mang lại điểm xấu cho gia chủ khi sử dụng. Hầu hết những mẫu cầu thang xoắn ốc đều có hình dáng không khác mũi khoan ở giữa căn nhà của bạn. Đây là biểu tượng của mất mát và thiệt hại. Vì vậy, nếu đặt ở giữa nhà có thể khiến cho bạn dễ gặp phải những tai nạn bất ngờ mà bạn không ngờ tới. Chưa kể khoảng trống giữa các bậc thang còn có thể làm bạn bị tiêu hao tiền bạc. Thứ năm là thiết kế đứt đoạn vị trí cầu thang ở giữa các tầng. Đứt đoạn vị trí cầu thang giữa các tầng có nghĩa là vị trí cầu thang ở tầng 1 đặt ở lên đầu hành lang. Lên các tầng trên thì cầu thang lại đặt ở cuối hành lang hoặc vị trí khác. Đây cũng thực sự là điều không tốt. Trong phong thủy, điều này làm cho trường khí của ngôi nhà bị đứt đoạn, không thông suốt, gây tổn hại tới sức khỏe, tạo nên nhiều tai ách cho gia đình. Thứ sáu là không nên xây dựng cầu thang quá dốc. Thực tế sử dụng cho thấy cầu thang không nên thiết kế quá dốc vì có thể xảy ra những sự cố đáng tiếc. Độ dốc cầu thang ở mức an toàn và giúp cho người dùng dễ dàng lên xuống nên ở trong khoảng từ 15 cho đến 30 độ. Nếu diện tích căn phòng quá hạn chế, có thể để cầu thang dốc hơn nhưng cũng không được dốc quá 45 độ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và tâm linh. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.